Xin chào anh em đã quay trở lại với kênh của em Hoàng Châu Bóng Bàn. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng luyện kỹ thuật giao bóng xoay xuống, mà là thuần xoay xuống nha anh em. Và kỹ thuật giao bóng xoay lỏng. Và đây là kỹ thuật mà giao bóng cơ bản mà mình nghĩ là ai cũng làm được thôi, nhưng mà để giao thuần xoay xuống nặng thì lại ít người làm được anh em ạ. Mình sẽ hướng dẫn anh em làm sao để giao một quả thuần xoay xuống nặng và là dễ làm nhất anh em nhé. Đây là cái bộ giao bóng cơ bản đầu tiên mà anh em nên tập, và với đối với một người lớn anh em nhé. Còn với đội trẻ con chẳng hạn thì người ta là đứng trước tới bàn nên là sẽ tập quả mổ trước. Còn với một người lớn thì đây sẽ là quả mình nên tập trước, bởi vì khi giao được quả này rồi, khi giao được bộ này rồi, anh em sẽ rất dễ giao được những quả tiếp theo, là những quả xoay ngang này hay là quả khác này, thì mình sẽ từ quả này mình phát triển ra rất dễ. Vì đầu tiên về tư thế đứng thì anh em mình chân trái đứng trước này, chân phải đứng sau. Cái mình lấy cái phần bàn này, mình tì cái đùi của mình vào đây đứng sát luôn. Đấy, để tạo được một cái điểm trụ tư thế đứng này. Chân trái cách chân phải độ khoảng nửa bước chân, độ khoảng nửa bước chân thôi anh em. Đấy, trụ của mình đầu tiên mình sẽ dồn vào chân trái, mình sẽ dồn vào chân trái. Sau đó là mình, đấy, dồn vào chân trái này, anh em thấy chưa? Sau đó mình sẽ hướng vào chân phải và lại tiếp tục đảo ngược vào chân trái. Đấy, sau cái phần tư thế đứng và trọng tâm ấy, mình dồn như thế rồi thì đến phần là cách đặt tay, cách đặt các ngón tay. Thì đầu tiên thì các bạn nhìn này, cái con cái của mình ấy, mình sẽ đặt vào phần này của cái vợt, nửa ngón cái thôi nhá, đừng đặt cả lên như này là rất khó. Nửa ngón cái mình sẽ đặt vào phần này của cái vợt, và ngón trỏ của mình sẽ tì mé ngón trỏ nhá, đừng tì thẳng, tì mé vào phần này của vợt. Đấy, các bạn nhìn này, và cái điểm tì số 3 là cái ngón giữa, ngón tay giữa của mình sẽ tì vào nửa của cái vợt, không tì cả nhá, tì vào nửa cái vợt thì chúng ta sẽ phát lực được. Đấy, ba ngón này này đồng thời tiếp xúc vào bóng, các bạn nhìn này, đây tôi chưa vung nhá, tiếp xúc bóng đã xoáy lắm rồi. Tiếp xúc bóng ba cái này mình bụng phát vào đã là xoáy lắm rồi. Đấy, bóng còn dội ngược lại luôn anh em ạ. Đấy, bóng dội ngược lại luôn, ba con này rất quan trọng nhá. Sau khi cái phần mà mình đặt tay đúng chỗ rồi, đặt ngón tay đúng chỗ rồi thì đến phần là động tác tay của mình, thì là mình sẽ lia từ ngoài này, lia vào trong. Đấy, thế thì mình dùng cái cẳng tay trước rồi đến cổ tay, sau đó mới đến các ngón tay, ba cái này vào một lúc. Cái khuỷu tay của mình tì vào lườn này, đừng có lung tung, tì vào lườn này, lia gần như mình là trụ để lia vào, lia qua bóng nha, qua bóng này. Ôi giời, hụt mất anh em ạ. Lia qua bóng này, qua bóng. Khi mà chúng ta đã có cách cầm mặt vợt này, có động tác tay này, thì chúng ta sẽ đi đến phần là góc độ mặt vợt và tiếp xúc bóng. Ở quả xoay xuống thì chúng ta sẽ ngửa hết ra song song với mặt bàn luôn, để chém vào đít của bóng, vào đít của bóng. Còn ở quả lỏng nha anh em, ở quả lỏng thì chúng ta sẽ hơi dựng lên, từ ngoài vẫn lia vào này, nhưng mà gần đến bóng bắt đầu mình hơi dựng lên để đập vào bóng. Thì lúc đó tự nhiên quả bóng nó sẽ không chạm vào phần này nữa, mà nó sẽ chạm vào phần hơi lên trên một chút, thì quả bóng nó sẽ giảm lực đi và sinh ra quả xoáy lỏng. Xoáy xuống này, đấy, xoáy lỏng này, xoáy lỏng đi thẳng này, đấy. Thì là mình giơ cao đánh khẽ nha, giả vờ vung, đến nơi dựng lên một chút thôi, đập vào bóng, là sinh ra quả lỏng. Nó chuyển phều lên một chút thôi là anh em có thể tấn công được rồi, đúng không ạ? Ở quả này anh em chúng ta sẽ tung thẳng bóng lên. Và chúng ta sẽ giao ở ngay đoạn trên này, để nó sinh ra hai nảy nha anh em. Giao ở đoạn giữa này này, thì nó sẽ sinh ra hai nảy. Và anh em mình mới chơi thì nên giao bóng quả lỏng của quả xoay xuống này hai nảy ở trên mặt bàn thôi, để khống chế không cho đối thủ tấn công trước mình, và mình sẽ được triển khai những quả tấn công mà mình đã được tập trước đó, đúng không ạ? Anh em này, giao đơn giản này, đơn giản thôi, hai nảy hoặc ba nảy đều được, nhưng ngắn thôi,
ngắn thôi anh em nhá, ngắn thôi anh em nhá. Đấy, để đối phương không tấn công trước thì mình còn triển khai những cái kế hoạch mình tập trước đó chứ, đúng không ạ? Tung thẳng lên, chém, xoay xuống, tung thẳng lên, lỏng, đấy, xoay xuống. Rất dễ anh em, rất dễ giao hụt nhá, nhưng đừng nản chí, mình hãy tập căn bóng, tập căn bóng, rơi xuống, rồi anh em mình chờ cho tung lên, khi tung lên chờ cho bóng rơi gần xuống mặt bàn, cái chiều cao của nó gần xuống mặt bàn mình giao thì nó sẽ được quả ra bóng nó thấp. Mình chém ở trên cao này này thì bóng nó sẽ nảy rất cao, mình giao thấp thôi thì bóng nó sẽ nảy thấp và đối thủ sẽ không tấn công trước được mình. Đấy, giao thấp thôi, giao thấp và lướt, thấp và lướt. Và bây giờ là một vài những cái ứng dụng trong thi đấu anh em nhé, để anh em mình có thể thi đấu một cách hiệu quả nhất. Rồi, đấy, khi mà dao xoáy xuống nặng, đối thủ cắt sang rất rất nặng nha anh em nhá, thì mình nên chuẩn bị giật moi cầu vồng. Mình nên chuẩn bị giật moi cầu vồng. Bây giờ tôi sẽ dao xoáy xuống nặng, bạn cắt sang, moi cầu vồng. Đấy, còn khi mình dao lỏng, khi mình giao lỏng đối thủ sẽ không xiên được nặng, đúng không ạ? Khi giao bóng lỏng mà ngắn trong bài, đối thủ chắc chắn sẽ không cắt được nặng, thì chúng ta sẽ chuẩn bị quả giật phát lực, giật đè. Bạn cắt sang trái nhá. Đấy, chuẩn bị quả giật phát lực, giật đè luôn. Lỏng này, lao lên giật đè luôn. Bởi vì mình phải chuẩn bị trước, đúng không ạ? Mình cầm ra bóng mình phải có một cái sự gọi là được ưu tiên, được chủ động mà. Hoặc là khi mình giao lỏng ấy, đối thủ sẽ hất sang, flick sang, thì mình vẫn phải chuẩn bị những quả giật đè, đè bóng xoay lên. Bây giờ bạn sẽ hất sang nhá, flick sang nhá, để tôi sẽ giật thử cho anh em xem. Đấy, đối thủ flick sang, giao thấp thôi thì đối thủ sẽ không hất được mạnh. Đấy, đối thủ sẽ không hất được mạnh. Đối thủ này đánh hay quá. Thì là mình sẽ giật đè được luôn. Đấy anh em ạ, khi lỏng đối thủ có thể cắt bồng lên hoặc đối thủ sẽ hất, thì mình đều phải giật đè anh em ạ. Và vừa rồi mình đã chia sẻ cho anh em kỹ thuật mà ra bóng xoáy lỏng và xoáy xuống của mình xong rồi. Hy vọng anh em đăng ký ủng hộ mình nhá. Cảm ơn anh em rất nhiều.